Em kênh làm vườn Quân bán củi Vlog nhé. Hôm nay em lại có thời gian để sửa chữa những cái đồ vật dụng gia đình nha các. Hôm nay em lại hướng dẫn các bác sửa những đồ vật dụng trong gia đình, nó rất đơn giản rồi các bác nhé. Còn những cái nào cần đem đến thợ thì hãy đem đến thợ nhé. Thường thường em gọi là hướng dẫn các bác sửa những cái ví dụ như là cái vạt muỗi này các bác này. Vạt muỗi này nó vẫn có điện nhá. Điện đo bình các thứ là vẫn khỏe nhá, nhưng mà nó không bắt được muỗi, nó không nổ nhá các bác nhá. Nhá. Đây. Đấy. Nó không nổ này. Đấy. Nhất là cái vạt muỗi. Thứ hai là cái quạt màn nhá các bác nhá. Thứ hai là cái quạt màn nhá. Hiện tại bây giờ là em cắm vào thử nhá. Nó cũng không chạy. Đấy. À, không chạy nhé. À, ok. Thứ ba nữa là cái bình ấm siêu tốc nhé các bác nhé. Thứ ba nữa là cái ấm siêu tốc thì em hướng dẫn các bác thì cái ấm siêu tốc đây thì em cũng thử luôn à, xem nó bị bệnh gì, xem có vào điện không. Ở đây là có điện đó nhé các bác nhé. Ở đây là cái ở đây là cái dây của này có điện đó nhé, dây mỏ hàn có điện này các bác nhé. Đấy. Đây, thì em sẽ cắm thử nhá. Cho vào xem nó có lên điện không. Không có điện nhá, các bác nhá. Rồi, ok. Thì cái thứ nhất là cái siêu tốc không vào điện này. Thứ hai là cái quạt là có điện nhưng mà nó không nổ nhá, nó không bắt được muỗi nhá các bác nhá. Thứ ba nữa là quạt màn không vào điện nhá. Thì bây giờ em sẽ cùng hướng dẫn cho các bác để xử lý từng cái một nhá các bác nhá. Thứ nhất thì như làm thợ thì hoặc là các bác thì cố gắng lấy mua lên một cái đồng hồ này cũng rẻ đâu. Nó tầm 250 thôi thì các bác cũng là dùng cả đời không hỏng các bác nhá. Đấy. Thì thứ nhất là có cái đồng hồ nó dễ hơn. Hay các bác nha. Thứ hai là các bác có một chút một cuộn thiếc này, một ít nhựa thông nhá các bác nhá, một tô vít bé, một tô vít dài nhá, tìm ngắn tôi với dài. Đấy. Rồi, bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác là thứ nhất rồi tiện thì em sẽ sửa cái ấm siêu tốc trước nhá các bác nhá. Thì theo như thợ hay là ai sửa thì cũng thế thôi, trước tiên thì ta phải kiểm tra cái dây nguồn trước nhá các bác nhá. Trước tiên là kiểm tra cái dây nguồn trước thì đã xem cái dây có bị đất ngầm không nhá các bác nhá, tất cả phải như thế hết nhá. Đây em sẽ cho đồng hồ đây cho các bác nhá, nhìn nhá, đây là cái dây nguồn nhá. Đây em sẽ cho một đầu dây vào cái rắc này nhá, một đầu dây vào đây đế này. Đấy, thế là một dây này là còn sống nha các bác nhá, đã thông ngạch nhá. Tiếp sang chân thứ hai ta xem thế nào. Rồi ok, thế là đế vẫn hoạt động bình thường nhá, đế ấm siêu tốc vẫn hoạt động bình thường nha các bác nhá. Thế là nguyên nhân thì ta sẽ tìm ở công tắc và dưới đế nhá, công tắc và dưới ấm siêu nhá. Còn đế thì là không hỏng nha các bác nhá, đế vẫn hoạt động bình thường. Rồi con sẽ loại bỏ cái đế ra bên này. Và giờ em sẽ tiến hành là tháo ra, tháo đít. Rồi, ok. Ta sẽ xem nguyên nhân ở đâu. Cái này thì theo em thì như mắt thường ấy, thì các bác có nhìn thấy không? Thì ở đây nó đã bị
chỗ này nhá, đá bên lóng và chảy cháy sun như này các bạn này, các bạn nhìn này, đây, các bạn nhìn rõ không? Đây nhá, này nó chảy sun hết ra này, thế là có nghĩa cái đường cấp điện này vào mai so đã sang mai so, từ công tắc xuống mai so nhé, đã bị mò ve đây rồi. Thì cái này thì em xem nào, có cái thì phải thay nhưng có cái không phải thay nhá các bác nhá. Thì không, cái này không phải thay nhá các bác nhá, cái này dễ đâu. Cái này thì các bác chỉ cần có một chút cái giấy ráp mịn nhá, một chút giấy ráp mịn, còn không có các bác lấy cái lưỡi dao mỏng mỏng này, hay đầu kéo các bác cạo cái này này, cạo cạo cái này nhá. Đó, cái này nó không chạm đến, các bác hơi đẩy xuống và xong rồi cạo cái này nhá. Rồi em sẽ tiến hành cho các bác, thì sẽ xem cái này sẽ thứ nhất là như thế, phải không? Mà tiện đây thì bỏ ra rồi thì em cũng đo luôn xem cái mai so nó có còn sớm không nhá. Rồi ok, ta sẽ rút một dây ra. Đấy, cái phơi đây này. Chưa. Đấy, một cái bé bé kia, một cái đây ngay đây. Rồi, em sẽ kiểm tra mai so nhé các bác nhé. Nhất kiểm tra mai so này. Rồi, mai so vẫn bình thường nha các bác nhé. Mai so vẫn hoạt động bình thường. Rồi, và cũng đồng thời là kiểm tra xem có điện có ra vỏ không nhé. Không nhá, điện không ra vỏ này, nếu ra vỏ sẽ nó chập nhá, các bác sửa là cũng phải đẩy luôn cho mai so và cho ra vỏ này nhá, không gì nhá. Thế là mai so vẫn hoạt động bình thường, thế là chỉ bị chân đế này nhá, chân đế. Đó, em sẽ tiến hành dùng bằng cái đây đó, em sẽ lấy bằng cái này ở đây nhá. Các bác chỉ cần đánh sạch cái chỗ này nhá, đánh sạch cái má của nó này, má nó đánh má vít này nhá. Đây. Em chỉ cần cạy như này thôi. Đây này, nó oxy như này. Đây nhá. Cái này nó rất đơn giản đó các bác ạ. Nếu mà phải cháy thì mới cần phải thay cái này nhá. Còn không có thì thôi nhá. Thì lúc đấy mới cần đến thợ, thì các bác cứ ở nhà tốt nhất là cứ tháo ra nó ba cái con ốc thôi. Các bác nhìn xem nó có cái bên này có một cái chân dưa le của nó này. Đấy, và bên này còn một cái nữa này. Đấy thì các bác cứ rũa hết đi. Đây thì bên này em cũng rũa luôn cái này cho các bác nhá. Đấy. Rồi, ok. Rồi, ok. Bây giờ thì em sẽ thử đo xem, thử đồng hồ xem được chưa nha. Xem cái mặt trên cái mặt dưới của nó tiếp xúc chưa. Đó, ok. Sẽ đo hai cái mặt này xem tiếp xúc nhau chưa nhá. Các bác nhá. Rồi, ok. Đã tiếp xúc nhá. Bây giờ em sẽ đóng nắp lại.
Ok. Dạ em tiến hành thử điện nha các bác nhé. Trước tiên là cắm điện vào đấy này. Cắm điện vào đấy trước đã. Ok, ra đặt lên thử xem nào. Vẫn lỏng các bạn, chưa được. Rồi, tiếp tục nha các bạn nhé. Thì các bác để ý này, cái này là em đã sửa giao tiếp rồi, nhưng mà các bác cũng phải lưu ý ở cái lẫy ở dưới này, có hai cái lẫy này nha các bác này. Ở trong hai này có hai lẫy này này. Lâu ngày mình đặt xuống nó bị khuyết xuống rồi nhé, thì hoặc nó lạch đi nhé, các bác cho hơi gãy lên tí này. Đấy, các bác gãy lên như này tí nhé, lắm lúc nó không phải hỏng đâu nhá, cái siêu tốc này này. Đấy, các bác gãy hai cái lẫy lên đây này. Rồi ok nhá, bây giờ em sẽ cắm vào thử xem vào điện đây nhá. Rồi ok, đã vào điện nhá, thấy chưa. Rồi ok, vậy là đã xong nhá các bác nhá, vậy là siêu tốc đã hoàn chỉnh nhá. Ok đấy, còn điện thì em sửa luôn cho các bác hết những cái đầu kia. Thế là đã xong cái siêu tốc nhá. Thế là đã kiếm được 10k có khách nhá các bác nhá. Thế rồi em chỉ lấy nó giá nó bùn bùn thôi các bác nhá. Thế là một siêu tốc, và em sẽ hướng dẫn các bác là cái quạt màn nhá. Quạt màn nhá các bác nhá. Cũng như thường lệ thì tất cả cũng phải thử đầu dây trước đã, không phải điện là phải thử dây nhá các bác nhá. Thì thử dây thì muốn thử dây thì các bác phải vặn cái này ra. Xem nó cháy hay là đất dây nhá. Thường thường như cái quản màn thì em sửa nhiều rồi, thường thường hay đất dây các bác nhé, cháy thì nó họa hoàn lắm, cũng có cái cháy chứ không có không quá các bác nhé. Còn nếu mà nó cháy thì thôi các bạn vứt đi, không sửa lại, bởi vì nó cái quản màn có mấy chục nghìn này. Còn nếu mà nó không đất dây thì cố gắng sửa các bạn, thì nó chỉ mất có gọi là như người ta gọi là mất 10.000 tiền công luôn các bạn. Đấy, ở đây rồi các bạn. Ôi giời ơi, nè, tháo ra cái em thấy cái dây đất ra này, thấy chưa? Đấy, nè, đất ra thế này thì làm sao mà chạy được nữa, phải không các bác? Thế là cái này là không phải cháy nha các bác nhá. Cái này cháy thì quấn nó đơn giản thôi, nhưng mà nói thật nó mất nhiều công, không quấn nó rẻ. Quạt màn mới có 30-40 nghìn đi thì hỏng vứt đi các bạn. Đấy, cho nên là nếu mà nó đất thì cái này do khách nhu cầu, cứ sửa cho em, hay là nó đất dây hay là cháy thì vứt đi, thì khách cũng nhu cầu như thế thì thôi em cố gắng, em có thời gian rỗi thì em sẽ tháo ra. Thì cái này hiện tại là đất dây nhé, thì bây giờ em sẽ nối dây lại xong thì để xem nó có chạy không nhá các bác nhá. Giờ các bác hãy theo dõi nhá. Cái này như này bị rất dây rồi, chắc không cháy. Em sẽ tiến hành hàn cho các bác xem nhé.
quá. Ta sẽ tiến hành lắp. Thường thường cái dây này nó xoắn này các bạn, nó có chạy nó xoắn lên xoắn lại, nó kéo cái này nó đứt ra này các bạn nhé. Đấy, thường thường cái quả màn nó hơi bị như thế. Ok, để nó tiến hành cấp điện cho nó nhé, xem thế nào nha các bạn nha. Rồi, ta sẽ bật công tắc xem nha, xem có được không nha các bạn nha. Ok, đã hoạt động bình thường nha các bạn nha. Thấy chưa? Đấy, có phải là vất bị phí không các bác? Đấy, ok nha. Thế là đã sửa được hai cái nhá các bạn nhá. Tiếp đến là cái thứ ba là cái vật muỗi nhá các bạn nhá. Đèn vẫn sáng này. Đấy. Không gì này. Rồi, ok. Đó là cùng các bác tiến hành sửa chữa nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ tháo ốc ra. Đây thì em sẽ đo cái quả pin trước nhé, đo quả pin trước nhé, xem nó có bao nhiêu vôn ở đó, xem nó có đủ độ đủ khỏe không. Đây vào DC 4 4 4 nhé các bác nhé, các bác nhìn trên đồng hồ thấy không, hay là điện như này là cũng được rồi nhé, là ổn định. Rồi em sẽ tiến hành xem thử cái này.
cái thử nó ra nhá. Đây em sẽ cho vào cho bác gần một tí cho bác nhìn nhé. Đấy, thì là trong cái quả, trong cái vạt muỗi này nhá các bác nhá, thì thường thường ấy thì nếu mà bình điện mà cái bình cái pin này của nó mà vẫn khỏe mạnh ấy, thường thường mà vẫn có điện sáng mà dí vào đây mà nó không giật, nó không lẩu ấy, thường thường thì em sửa quen rồi thì nó một là ở con tụ này, cái con tụ này. Thứ hai nữa là ở cái con D822 này, con bóng để cầm chặt sinh to này nhá. Con D822 này nhá các bác nhá. Đây, các bác có thể là đơn giản nó. Rồi chuyển về khắc thạch được. Thứ ba nữa là cái cuộn này, tí đo nếu mà còn hay không thì em sẽ đo để biết nhá. Thì em sẽ tiến hành đo nhá các bác nhá. Xem nó có chết hay không nhá. Xem nó nguyên nhân ở đâu nhá các bác nhá. Đây là cuộn cái nắp của nó vẫn còn sống nha các bác nhá. Thì em sẽ đo con chân sinh to con D882 nhá. Xem nào. D882 thì em sẽ thử xem. Ở đây là nó xem nào. Ok, con này đã bị chập rồi nhá. Con này. Con chân sinh to con D882 này nhá. Con này. Em sẽ tiến hành thay con khác nhá các bác nhá. Em thay thử con khác xem có được không nhá các bác nhá. Các bác hãy cố gắng theo dõi nhá. Đây nha các bác nha, con này nhìn nó hơi kém tí nhá. Đây con ba chân nhá, con này là D882 nhá các bác nhá. Rồi em sẽ tiến hành lấy con khác để thay nhá các bác nhá. Rồi các bác chờ em tí để em xem cái cũ này sẽ có cái nào, em gỡ cái vỉ cũ này ra nhá các bác nhá. Đây, con này mà em con này em vừa dẫu ra đây nhá, vừa dẫu ở cái vỉ này ra nhá, em sẽ đo lại cho các bác này. Rồi ok này, con này đo nó thông mạch như này là chập nhá các bác nhá. Đấy, chứ không phải là cái đo như đo dây điện đâu, con này đo như này là chết nhá. Đảo đầu dây này, ok đảo kim này. Đấy, thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Ok, đây là con ở trên nhá. Rồi, em sẽ thay con khác. Em lấy cái vỉ này ra em nhả luôn qua. Ok, em đã nhả em con này ở cái vỉ cũ nhá các bác nhá. Em sẽ tiến hành ráp vào cái vỉ này nhá.
thôi. Ok, vậy là đã xong nha các bác nha. Bây giờ em sẽ tiến hành úp xuống để thử xem sao. Cái bật này nó đơn giản đâu các bạn, bật nó đơn giản lắm. Cái bật muỗi này trẻ con còn sửa đây này. Thường thường đa số nếu như mà điện mà nó không vọt được muỗi, nó không lẩu nha, thì các bác đa số ở cái con đấy. Con là đây 882 nhé, và hai con tụ, chỉ thấy đâu thường thường như thế đâu. Ok nha các bạn nha, tiến hành lắp vô. Đấy, lúc các bác lắp vào nhớ dù cái là lên xem cái chân sạc này nó có bị kẹt không nhá, để còn biết không vặn và tháo ra nó lâu các bạn nhé. Những cái này nó đơn giản lắm các bạn, thì em hướng dẫn các bác sửa những cái đơn giản trước nhé. Còn sau này về những cái máy phun sâu rồi thay phớt rồi sửa thế nọ kia, em sẽ làm video hết cho các bác, để cho các bác làm vườn không phải mua đồ về sẵn này. Các bác ví dụ như vườn xa, các bác chỉ cần tháo ra một lúc là các bác tự thay phớt được. Đấy. Còn nếu mà cháy motor thì các bác phải làm đến thợ rồi nhé, các bác không làm được đâu. Đấy, rồi em hướng dẫn những cái nào nó dễ nhất cho các bác, anh em làm vườn cũng như là nhà nông anh em mình ấy, là những cái đồ vật dụng này cứ hơi hỏng tí đem thợ nó phải phiền phức, mà không thêm thợ thì nó mất tiền các bạn, mà các bạn mất công lại phải đem đi đấy. Thế cho nên là những cái này em hướng dẫn các bác để các bác tự sửa nhà được, nó chả mất cái gì cả, các bác tự làm được hết đấy. Còn những cái linh kiện này các bác anh nào hàn được mua cái mỏ hàn thì 100-120 về thì hàn được ngay, có gì đâu. Nào. Ok, đã được rồi nhá. Các bác này. Thấy chưa? Rồi, ok nhá. Đấy, thì trong cái ba cái sản phẩm này sửa nó rất đơn giản các bác nhá. Thì cũng như là các bác cũng như là em cũng thế thôi. Thì những cái gì em biết thì em chia sẻ cho các bác, cho anh em cùng nhau học hỏi cùng nhau. Học hỏi được những kinh nghiệm, và cái thứ hai là cũng bớt được cái phần nào về cái kinh phí gia đình nhé các bác nhé. Để trong lúc em làm video ấy, thì các bác xem video thấy hay và nhớ đăng ký kênh và ủng hộ chia sẻ cho em. Đấy thì để kênh Quân Bán Củi Lốc em sẽ có nhiều cái cuộc sống để em chia sẻ và cũng đem đến những cái video thực tế nhất cho các bác, để cho các bác tự áp dụng cũng như tự khắc sửa chữa được những cái đồ vật trong gia đình. Đấy, còn hôm nào rỗi thì em sẽ tính sửa quạt các thứ, em sẽ làm video em hướng dẫn các bác
những vấn đề nào cần đem thợ và những nào không cần thì các bác đem cái đấy hoặc là đi ra mua và các bác khác lắp được. Lúc đầu nó hơi khó một chút thôi, các bác cứ theo xong video em làm rất chậm thì các bác cứ làm theo thì các bác sẽ sửa được hết. Rồi, em rất cảm ơn các bác trong cái thời gian qua đã ủng hộ kênh và chia sẻ nhé. Thì các bác hãy nhớ những cái gì mà không biết các bác hãy để lại bình luận bên dưới cho em nhé, để em có thể trả lời các bác, cũng như các bác cần những cái gì thì em có thể giúp đỡ cũng như hướng dẫn nha các bác nhé. Thì các bác cố gắng xem kênh thấy hay hay đăng ký kênh và chia sẻ giúp kênh của em nhé. Thì em xin phép chào các bác nhé, chúc các bác áp dụng thành công nhé.